Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến với các bạn sản phẩm xịt phủ nano hiệu ứng lá sen của Flamingo. Đây là sản phẩm chính hãng có mã là F112. Cái sản phẩm này có tác dụng là làm bóng kính, ngăn ngừa ngấm nước khi đi trong trời mưa, trong các điều kiện xấu, giúp kính lái, kính gương chiếu hậu, phụ được không bị đọng nước, làm giúp chúng ta có thể quan sát tối đa tầm nhìn. Và bây giờ tôi sẽ thử nghiệm trên chiếc xe của mình xem hiệu quả như thế nào. Tôi cần thử nghiệm sang các bạn đấy, không có nước, không có đọng thế nào luôn. Lúc chúng ta quan sát rất là tốt khi lái xe và khi quan sát gương chiếu hậu.